Em Cho Mô Tô xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn nhé. Buổi ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu tới quý vị anh chị và các bạn xem cái mẫu xe M Grand EC820. Đây là mẫu xe 820 nhé. Nhà em hiện tại thì đang có 3 chiếc M Grand, trong đó có một chiếc M Grand X7 và một chiếc M Grand EC 718 nhé, EC718 nhé. Còn đây là chiếc trước mắt các bác, đây là chiếc xe M Grand EC820. Đấy, một cái mẫu xe vô cùng là VIP luôn nhá. Đấy, các bác xem này, hình dáng form dáng của xe nó như Camry luôn, đúng không? Nó như Camry luôn các bác nhá. Đấy, chiếc xe này thì máy của nó là máy Nhật rồi, và form dáng thì các bác này nó thấy, các bác thấy rằng là rất là đẹp như chiếc xe này đây. Như Camry luôn, đúng không? Em sẽ quay một vòng tới các bác xem để các bác ngắm về cái hình thức của chiếc xe này trước. Đấy, xong đó thì sẽ giới thiệu và quay chi tiết tới các bác xem từng bộ phận một nhé. Đấy, chiếc này thì cực hiện đại luôn và form dáng thì rất cực đẹp, đúng không ạ? Form dáng thì cực đẹp và về option thì rất là nhiều luôn nhé, cực là hiện đại. Đấy, công nghệ thì quanh xe luôn, công nghệ thì ngập tràn luôn các bác nhé, ngập tràn chiếc xe này. Đấy, các bác thấy rằng là phần đuôi đúng không ạ? Đèn thì đèn nét đúng không ạ? Camera lùi cảm biến các thứ là cũng đầy đủ hết nhé. Đấy, và sơn xi rất là bóng mượt sạch sẽ, xe không lỗi. Những chiếc xe em bán thì các bác yên tâm rằng là cam kết đảm bảo các bác luôn, tất cả mọi những chiếc xe em bán thì đều không có lỗi, và mua về thì các bác sẵn dùng ngay, không lỗi là như nào ạ? Không lỗi là không đâm va, không ngập nước, keo chỉ cột kèo nào cũng zin ạ. Và mua về các bác không phải làm gì hết, chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Các bác thấy rằng là trên nóc có clock đồng hoàng nhé, và gương tích hợp nhé, gương cũng tích hợp, vô lăng tích hợp. Đấy, rồi ghế điện các thứ đầy đủ hết nhé. Xe rất là hiện đại luôn, và hiện tại thì em đang quay về cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này tới các bác xem, các bác cảm nhận. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến cái dòng này thì các bác hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0938586307 nhé, và địa chỉ xem xe tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đấy, chiếc này thì em cũng mới lấy về thôi, thực ra là cũng đổi xe cho một người ở gần khu vực nhà em. Đấy, bác nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em để được biết thêm thông tin chi tiết về xe nhé. Còn bây giờ thì em đang giới thiệu sơ và giới thiệu và quay sơ để các bác cùng xem. Đấy, na răng nhé, na răng của xe đây, các bác xem em đọc luôn nhé. Na răng em nhìn đây, em đọc luôn na răng bao nhiêu đây ạ? 215/55R17 nhé. Đấy, một chiếc xe form dáng to như Camry luôn và dài như Camry luôn. Để mà nói, nếu mà không nhìn vào phần đầu và phần đuôi thì nhìn cái mình của cái xe này thì các bác sẽ đoán rằng là đây là một chiếc xe Camry đúng không ạ? Một chiếc xe màu trắng toát luôn, rất là đẹp, sơn zin còn khá là nhiều. Đấy, và độ zin chiếc xe này còn khá là cao nhé. Nội thất thì được bọc 3D rồi, rất là đẹp và rất là sang. Đấy, các bác xem này, đây là nội thất của xe đây nhé. Và 3 màn hình luôn nhé, 2 màn hình gối đúng không ạ? Có cả cửa ró đằng sau luôn. Và đây là tắp ly, và đây là nội thất đằng trên của xe. Ngay trước mắt thì các bác có thể là thấy là có ghế điện đúng không ạ? Có ghế điện này. Đây, và gương kính hoàn toàn là chính điện này, vô lăng tích hợp này đúng không ạ? Hộp số tự động đây. Các bác thấy rằng cái khuôn hộp số là nhìn rất giống với một chiếc xe Camry đúng không ạ? Và nội thất cũng vậy. Nội thất cũng giống, và kể cả như là mình cũng giống, có khác nhau mỗi cái đèn thôi đúng không ạ? Khác cái phần đèn thôi chứ còn thì gần như là đều giống cả so với một chiếc xe Camry đúng không ạ? Đấy, các bác thấy rằng nội thất rất là sang luôn. Cửa lóc đây nhá, đầy đủ hết. Đúng không ạ? Xe có một cái động cơ là của dòng xe Mitsubishi Nhật nhá, mà nó lại còn zin luôn, chưa hề bổ, máy chưa hề bổ nhá. Và đây các bác xem này, những con ốc của xe này còn sáng như này cơ mà. Đấy. Vẫn còn màu mực của nhà máy luôn, một chiếc xe chạy rất là ít và còn khá là mới đúng không ạ? Đấy là em đang giới thiệu sơ qua tới các bác xem về bên ngoài, bên trong nội thất của xe. Bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại và quay chi tiết từng phần một tới các bác xem nhá. Đầu tiên thì cái phần đây là cái phần đầu của chiếc xe. Đấy, một cái phần đầu đây các bác nhìn rất là hầm hố luôn đúng không ạ? Rất là khỏe và hầm hố. Như cảm giác là rất là dũng mãnh luôn đúng không ạ? Sơn xi các thấy, bác thấy là rất là bóng mượt. Đấy, đèn này. Đèn là cực ngầu luôn đúng không ạ? Có cả đèn gầm các thứ đàng hoàng hết nhá. Logo thì như là một chiếc xe Cadillac đúng không ạ? Đây là một chiếc xe đến từ hãng M Grand nhá. M Grand, và tên của nó là tên EC820 chứ không phải EC718 nhá. Nhà em thì hiện tại đang có một chiếc xe EC và 718 nhá. Giá nó cũng hơn giá hơn 200 triệu đời 2012. Đấy, và chiếc này thì nó cũng tầm đời đấy, và giá tiền nó cao hơn vì cái dòng này nó thiết kế rằng là nó là một cái phân khúc cao hơn cái dòng EC 718, đây là 820, phân khúc nó cao hơn các bác nhé. Đấy, gương được tích hợp xi nhan và cả đèn trên gương luôn.
và na răng. À đây các bác thấy rằng là một bộ na răng màu đen đúng không ạ, rất là khỏe. Và tất cả bốn bánh được tích hợp na răng đúc này, rồi phanh ABS nhé, cái lốp còn rất là dày đúng không ạ, keo chỉ cột kèo nguyên zin và thân vỏ móng không có ma tít. Các bác thấy rằng là rất là thẳng và rất là đều nhau phần form sườn của xe đúng không ạ, thân vỏ không ma tít nhé, rất là mỏng. Đây các bác xem này, đấy, gõ kêu long quang luôn, kính được dán 3M rồi. Đấy, bây giờ thì em đang di chuyển xuống phía bên dưới và quay tới các bác xem nhé. Đấy, nước sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ, đây các bác xem đúng không ạ. Đấy, đèn sau đây nhá, em quay gần hơn các bác xem luôn nhá. Đấy, một chiếc xe khá là sang đúng không ạ, và hình thức rất là đẹp, và độ chất thì các bác cũng không phải bàn luôn nhá. Chất chiếc xe này các bác mua về này, sử dụng là yên tâm luôn. Phần khúc của chiếc xe này nó được xếp vào phân hạng D đấy ạ. Đây phần đuôi của xe đây, các bác xem này. Nhìn một chiếc xe nó rất là chuông chắn, rất là hầm hố luôn đúng không ạ. Đấy, đây các bác xem, em đang quay tới các bác xem đây. Rất là gần và rất là chi tiết đúng không ạ. Đấy, đèn xe cũng vậy đúng không ạ. Đấy, lốp của xe đây luôn nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ di chuyển sang bên phụ và quay tới các bác xem cái phần form sườn của chiếc xe bên phụ nha. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt sạch sẽ đúng không ạ. Keo chỉ nó nguyên zin hết, cho nên là những cái khe mép của xe đây các bác thấy là nó còn thẳng tắp và rất là đều nhau, không hề bị lệch đúng không ạ, và không có khe hở gì là lớn. Đây, tháng 6 năm 2020 nhá, chiếc này thì được đang rút hồ sơ rồi, cho nên là bác nào mua về thì cầm hồ sơ trong tay và đi ra tên thôi. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu về bên trong nội thất của chiếc xe tới các bác cùng xem nhá. Đấy, nội thất thì vừa em quay bên kia rồi, bây giờ em sẽ mở cái bốn cánh ra và quay cho các bác xem một cách được chi tiết nhất nhé. Đấy, chiếc xe rất là sang luôn. Để em nói thì với tầm tiền chiếc xe này thì đảm bảo rằng là sẽ không có chiếc xe nào em nghĩ là đẹp hơn được về hình dáng, về chất lượng chiếc xe này. Cả như đây Atis đúng không ạ? Atis thì em thấy rằng là cũng nhìn thì cũng bình thường, em thấy là nó cũng để em nói được về cái con mắt của em ấy, không biết mắt của bác thế nào, nhưng mà về theo cái cách nhìn của em thì em thấy chiếc xe này nó còn đẹp hơn cả chiếc xe Atis đấy. Đúng không ạ? Mà tiết đấy thì các bác biết là nó sẽ gấp đôi, gấp ba tiền chiếc xe này đúng không ạ? Bây giờ thì em trân trọng giới thiệu tới các bác vào bên trong nội thất của chiếc xe này nhé. Đây, keo chỉ có thấy còn đúng không ạ? Vẫn còn. Và cánh cửa đây. Đây, cánh cửa của xe đây nhé. Đây, vách cửa thì cũng được bọc 3D hết rồi. Chủ xe đi và cũng khá là chăm chút cho chiếc xe của mình, cho nên là được lắp thêm rất là nhiều đồ đúng không? Đây các bác xem này. Đấy, ghế da rất là sang đúng không? Đấy, ghế da rất là sang luôn. Đây là hộp số tự động này đúng không? Hộp số tự động. Đấy, như hộp đây là hộp để đồ. Đấy, vô lăng đây nhá, vô lăng tích hợp túi khí. Đấy, xe được trang bị rất là nhiều túi khí quanh xe luôn nhá. Rất là an toàn, rất là tiện nghi cho các bác sử dụng. Ở đây đây là phần tắp nô của xe, tắp nô của xe là màu đen và những cái phần khác của xe thì nó là màu vàng kem, các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ. Và đây là tích hợp một túi khí nữa nhé, túi khí bên phụ và túi khí bên lái. Vậy và đây màn hình này, đây màn hình và cam lùi các thứ tích hợp đầy đủ nhé. Đây điều hòa thì là tự động, rất là mát, và độ nếu mà các bác mà đi mùa đông thì các bác có thể bật nóng lên rất là ấm luôn. Đây là mặt đồng hồ của xe. Đấy, các bác thấy đúng không ạ. Bây giờ thì em sẽ di chuyển xuống phía bên dưới nhé và quay tới các bác xem nhé. Đây âm thanh này, đây các bác sẽ cảm ứng luôn đúng không ạ, cảm ứng rất nhạy luôn đúng không ạ. Không biết là có đĩa ở trong không, em cũng không để ý lắm, nhưng mà đầu đài vẫn hoạt động tốt nhé, vẫn sử dụng tốt luôn. Đây các bác xem nhé, đây là đài FM, đây là thẻ đúng không, có cả USB luôn nhé. Em sơ lược như vậy thôi, các bác nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này thì các bác hãy alo cho em và kết nối Zalo theo số điện thoại là 0938586307 nhé các bác nhé. Để em sẽ gửi chi tiết cho các bác xem một số cái chi tiết về xe, về giấy tờ hay là về một số các vấn đề khác. Nếu các bác cần thì các bác hãy kết nối qua Zalo số điện thoại vừa rồi em đọc nhé. Số của em đấy ạ, số chính của em đấy ạ. Đấy, vào đây các bác xem. Đấy, vách cửa này, những con ốc bàn này, cánh cửa các bác thấy là còn zin, chưa hề vặn vọ này nhá, mà còn rất là sáng như này. Đúng không? Đây cũng thế này, nó còn rất là sáng luôn này, còn màu mực bảy màu luôn đúng không ạ. Đấy, sàn ra đây. Đấy, một chiếc xe rất là rộng rãi nhá, rất là dài
rất là dài, rất là rộng rãi cho các bác ngồi bên trong. Nội thất nó được thoải mái đúng không ạ, không bị kích vướng gì. Đấy, nội thất của xe đây, ghế da đúng không ạ, ghế da này còn rất là mới nhá. Và đây các bác xem từ khoang phía bên dưới đây nhá, đấy, chỗ này để rất nhiều đồ luôn và có âm thanh rất là hay ở phía bên dưới. Đấy, trần này, đấy, trần của xe đây nhá, trần thì nguyên bản theo xe luôn. Và màn hình gối của hai chiếc ghế đằng trên đây các bác thấy đúng không ạ. Bây giờ thì em sẽ có thể là mở cả cốp ra luôn và tí nữa mở cả cabo luôn, quay cho các bác xem phần máy của xe đúng không ạ. Bác đợi em một chút, em sẽ mở chi tiết những cái phần đấy ra và quay cho các bác xem. Đây nhá, đây phần cốp này nhá, rộng quá đúng không ạ, rất là rộng luôn. Em thấy rằng là ít có một chiếc xe mà có được cái nội thất này đến cái phần cốp rộng như chiếc xe này đúng không ạ. Các bác xem này, rất là rộng luôn, rất là rộng luôn. Và đây là nốp dự phòng này, kích nốp các thứ là đầy đủ hết đúng không ạ. Bây giờ thì em sẽ quay đến cái phần bên phụ ở tôi các bác xem nhé. Đấy, hai cánh bên phụ và cả bên trong nội thất luôn. Đây các bác xem. Đấy, nội thất rất là tươi, rất là sáng luôn. Một chiếc xe còn khá là mới đúng không ạ? Đấy, còn khá là mới luôn. Đây các bác xem nhé, nội thất bên trong đây, hàng ghế da đằng sau đây. Xe được thiết kế một cái chỗ da này. Đấy, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đấy, bộ ghế da rất là sang, màn hình cũng vậy, rất là sang luôn đúng không ạ. Cửa lock thứ đầy đủ hết, chạy hoạt động bình thường nhá, chạy trơn tru luôn nhá. Đây và đây bây giờ thì em giới thiệu cho các bác xem đây, những con ốc vít của xe đây. Cũng như bên kia thôi, rất là sáng, màu mực các thứ còn đầy đủ hết đúng không ạ. Đây đây, màu mực đầy đủ đúng không ạ. Rất là đẹp, một chiếc xe còn khá là cứng. Cửa đóng rất là chắc chắn đúng không ạ. Đây, bây giờ thì em sẽ quay tới các bác xem thêm đây. Ô, con xe kia hình như xe ấy mà. Thôi rồi. Vâng, đây mời các bác xem nốt cái cánh đằng trên bên phụ nha các bác nhá. Đây em quay chi tiết giới thiệu tới các bác đây nhá. Đây. Đây, ghế hai hàng ghế, hai chiếc ghế nhá. Hai chiếc ghế trên đều là sử dụng là chỉnh điện rồi nhá. Đây các bác xem này. Đây, rất là rộng luôn này. Đấy. Rất là rộng luôn. Đấy, mời các bác xem chi tiết nhé. Em đang quay phần đắp nô tới các bác xem đây nhé. Đấy, các bác đợi em một chút, em sẽ quay chi tiết từng phần một và một lát nữa thì sẽ quay vào khung máy của xe nhé. Em ơi, nếu mà người ta chỉ đường thì hướng dẫn đường thì người ta vào luôn. Bây giờ thì đến cái phần em quay vào khoang máy xe nhé. Đây các bác xem nhé, khoang máy, những cái phần khác em quay rồi đúng không ạ. Bây giờ đến phần khoang máy của xe. Đấy, máy của dòng này là máy của Mitsubishi các bác nhé. Máy của Mitsubishi, máy máy Mitsubishi. Đây các bác xem. Đây đây là động cơ của xe đây nhé các bác nhé. Đấy, máy của chiếc xe này là máy 1.8 nhé. Máy của chiếc xe này là như vừa nói là máy zin đúng không ạ, máy chưa hề bổ, chưa hề hạ. Đấy, và đây là cabo xe đây. Đấy, cam kết bác luôn là xe là máy cực chất luôn và xe không có lỗi. Đấy, bác nào quan tâm alo trực tiếp cho em nhé, theo số điện thoại vừa rồi em đọc là số 0938586307 và địa chỉ em xe tại số 156 Ngô Bệ, phường Nghệ Tân, thành phố Hải Dương. Em tên là Trâm, các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại vừa rồi em đọc nhé. Các bác đến với cửa hàng em thì các bác rất là nhiều sự lựa chọn với giá tiền từ 100 triệu cho tới 500-600 triệu nhá, rất là nhiều luôn. Đây là bạn nhân viên em. Vâng. Đây, rất là nhiều xe các bác lựa chọn. Đấy, các bác xem video nếu mà thấy hay thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Đấy, và để được theo dõi những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Và các bác hãy nhấn thêm một nút thông báo chuông nữa để được thông báo, tất cả mọi thông báo sẽ hiển thị trên màn hình điện thoại của các bác. Các bác sẽ tiện theo dõi hơn, để các bác không bị lỡ những cái con xe mà em đăng lên đúng không ạ. Rồi ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em nhá.